Cả nhà mê đều mê cái loại này luôn á. Rồi, mời bạn, mình thử nha. Rất là giòn. Cái độ dai của nó đó, mình nói xin lỗi nha, giống như chiếc cành mặn nha. Thích cái này lắm luôn á. Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Các bạn ơi, My đang ở Walmart với địa chỉ này nha. Hôm nay My vô đây mua những cái đồ lặt vặt thì cho các bạn xem cho vui nha. À, mình đi đến chỗ snack nè các bạn. Cái loại này nè, con của My nó thích ăn mà nó có tỏi ở trong đây các bạn, hành đồ đó, cho nên mình ăn nó cũng thơm hơn cái loại cracker bình thường. 3 đồng 58 cent cho một hộp vậy nè. Cái loại này cái gia vị nó mình thấy đậm đà hơn, ăn nó dễ ăn hơn các bạn, hơn cái loại original. Còn cái này cũng là một cái loại ngon nè nha. Jasmine Butter 3 đồng 72 cent cho một hộp vậy nè. Các bạn có thử cái này chưa? Nếu mà chưa thử thì thử nha. Ăn cũng ngon lắm á, nó rất là thơm. À, mới qua đây cho các bạn xem. Ở chỗ này là chỗ bán trà. Mới cho các bạn xem cái có nhiều bạn hỏi là trà Bồ Công Anh á, thì bạn muốn mua sẵn để làm cho nó tiện. Thì cái đây nè các bạn, 4 đồng 98 Dandelion Root. Cái loại này là cái trà Bồ Công Anh mà có rễ luôn, người ta đã nướng rồi. 4 đồng 98 cho một hộp, được organic luôn. Thì nếu các bạn không có rảnh để làm thì mình cũng có thể mua cái trà Bồ Công Anh này để mình uống. Thì cái loại này uống mình thấy tốt quá các bạn, bổ gan bổ thận. Nếu mà ai mất ngủ á, uống cái này nhiều cũng dễ ngủ nữa các bạn. Nhưng mà cái này nó cũng nhẹ cho nên mình phải uống nhiều thì nó mới dễ ngủ. Còn nếu mà mình không muốn mua trà này thì mình mua mua cái lá ở chợ bán cũng có nữa các bạn, thì về mình luộc mình ăn cũng tốt. Ở nhà My thì My mua cái lá về mình làm trà. À, My có chia sẻ cái cách làm trà này rồi, dưới video này My để cái link cho các bạn xem về cái cách làm trà đó ha. Cái trà lavender với hoa cúc này cũng thơm lắm nè các bạn, cũng 4 đồng 98 cent cho một hộp luôn. Bây giờ mình qua đây mua đồ chai nha. Beyond Chicken, cái loại này nè các bạn, để mình thử sao cho các bạn xem nha. 4 đồng 98. Mình lấy hai bịch luôn. Ở trong đây nè các bạn, được 3 lần ăn. Mình để vô cái nồi Ninja Air Fry. Thì mình nhấn là Air Fry ha, 360 độ là tới 10 phút luôn á. Các bạn rờ mà mình thấy nó giống như là mình gõ gõ á, mà thấy nó giòn giòn á, thì mình ăn thấy nó thích hơn là mình làm nó mềm quá. Nóng. Wow, dai quá chừng luôn nè. Rồi, mời bạn, mình thử nha. Rất là giòn. Ở ngoài đây nè, nó giòn lắm các bạn. Mà ở trong á, cái gia vị nó cũng đậm đà. Mình ăn, các bạn nhìn nè, mình bẻ cái miếng này nè, nó rất là cứng, y như là mình nói xin lỗi nha, giống như thịt luôn không ạ, rất là dai. Ở trong đây người ta nêm cũng đậm đà lắm, mình ăn mình cũng thấy rất là ngon. Cái này mình chấm với nước sốt ketchup với mayonnaise thì ăn sẽ ngon hơn nữa, hoặc là mình làm nước chấm chua ngọt á, mình lót xà lách xong rồi mình để cái này lên, xong rồi mình ăn với nước mắm chua ngọt có rau đâu nữa ha, đủ thứ loại rau hết, ăn ngon lắm các bạn. Hoặc là mình cuốn mình chấm nước mắm chay ăn cũng ngon nữa. Nước mắm này vừa rồi My mới chia sẻ với các bạn ở video trước á, dưới video này ở My để cái link cho các bạn chưa biết cách làm này thì mình làm thử nha, nhanh gọn mà dễ ăn lắm các bạn. Thì mình chấm cái này mình ăn với cơm, mình cuốn rau là ăn sẽ rất là ngon luôn á. Mình nói xin lỗi nha, giống như chiếc cành mặn vậy á, rất là dai mà giòn giòn ở trong luôn á. Chứ đối với My, với nhà My mấy đứa nhỏ thích cái này lắm luôn á. Ở trên đây thì người ta bán Beyond Breakfast Sausage. Ở dưới đây thì cái này ngon nè, Impossible.
loại burger nè các bạn. Nhưng mà cái này mình mua ở Costco sẽ rẻ hơn ở đây ha. Ở đây cái bịch nhỏ. Để mình lấy một cái bao khác này luôn. Cái này dễ ăn. Ở nhà ông xã mê cái này lắm các bạn biết không nhỉ? 5 đồng 24 sen. Có bạn nào thích tủ sắt không? Mình qua đây coi cái này chút nha. 47 đồng 98 cho cái chest, cái tủ sắt. Cái loại này nó an toàn cho nước, lửa, đồ. Không sao hết trơn. Có khóa đồ lại được luôn các bạn. Đây có cái nhỏ nữa nè. 32 đồng 97. Bên này cái nhỏ nhỏ nữa 59 đồng. Đủ loại đủ size hết các bạn ơi. 44 đồng. Mình thích lại những cái hàng này nè. Muỗng, đĩa, những cái đồ mà dụng cụ trong nhà bếp á các bạn. Mình thấy thích lắm luôn á khi mà mình coi những cái đồ ở đây. Lâu lâu mình thấy cũng có những cái đồ lạ. Có bạn hỏi là muốn mua cái cân trong nhà bếp á mà không biết ở đâu. Costco lâu lâu cũng có bán nha các bạn. Hoặc là mình mua ở đây cũng được nếu các bạn muốn những cái cân nhỏ nhỏ. 16 đồng 47. Để cân ở trong bếp nè các bạn. Cái này là 5 kg, 11 pounds. Để trong bếp tiện lắm luôn á. 26 đồng 97. Cái này cũng một size các bạn nhưng mà cái hãng này mắc hơn. Cũng 11 pound à. Bên đây 26 đồng. Cái loại này cũng 11 pound luôn á. Mình cũng thích cái này nè. Mình để vô mình quay sợi. Loại này mình quay bằng tay. 17 đồng 97. Các bạn có xài thử cái này chưa? Mình thấy chứ chưa bao giờ mình xài, không biết xài nó có dễ không. Giá này thấy cũng bình dân ha. Mình làm sợi xong cái mình làm gỏi, nhìn nó đẹp mà nó ăn cũng ngon. 45 đồng 17. Loại này để ép nước chuối. 14 đồng cho cái loại mini chopper nè các bạn. Xay hành tỏi rồi ha, xay lặt vặt á. Cái này 58 đồng. Hiệu Kitchen ý. Nói chung ở đây Walmart bán cũng đủ loại. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có giảm giá. Chứ không có giảm giá thường giống như Costco các bạn. Nhiều cái food processor ở đây lắm. 69 đồng 88 đồng. Đủ loại hết trơn luôn á. Slow cooker nữa nè. Nồi nấu chậm từ từ á. 11 đồng 97. Cái này mình thấy cũng tiện nè. Cái này cái chảo điện, loại không dính luôn á. Này để mình ăn lẩu đồ lặt vặt hoặc là mình nướng đồ lặt vặt trên đây cũng được. 69 đồng. 6 đồng 94. Mình thích cái này nè. 5 miếng. Cái nhỏ nhỏ ha các bạn, để cho mình đi kem á. Này cho mấy em nhỏ để nhà chơi nhà chòi cũng được. Nhỏ nhỏ gọn gọn mà bằng inox luôn á các bạn. Có 6 đồng 94 à. Cái niệm bằng hơi nè các bạn. Size queen 10 inch. Có 18 đồng 88 nè các bạn. Cái này mình để cho có khách ha. Rồi mình bơm lên nằm. Bên này đang bán ba cái chảo mà bằng gan á các bạn. Cast iron nè. Cái loại này thì rất là nặng. Nhưng mà có nhiều cô chú cũng thích xài bằng cái này. Tại nói nấu ăn nó sẽ ngon hơn á các bạn. 6 inch, 8 inch, 12 inch. Một set 3 cái luôn. 29 đồng 88. Sẵn ở đây mình cho các bạn xem cái loại snack này luôn. Mà mình cho các em nhỏ ăn á. Mình nghĩ là con của bạn sẽ thích á. Trong đây á, 12 pack. Nhưng mà có cái loại này nè. Mình thích nhất nè. Có loại mà toast chip nè. Nướng chứ không phải là chiên nha. Trong đây đó mình ăn á, có sour cream với onion, có hành á, mà mình ăn nó rất là béo mà ngon đó các bạn. Nhỏ nhỏ gọn gọn để mình ăn snack. Mà các bạn biết chứ, trong đây cái mùi vị nó đó, mình ăn nó thích lắm. Không có phải loại ngọt nha, cái loại này là nó hơi mặn mặn. Mà mình ăn nó thơm tỏi, thơm hành. Xong rồi cái cracker bé béo. Người ta nướng chứ không phải chiên cho nên mình ăn cũng không có bị dầu. Mà cái này để giống như snack, tiện lợi lắm các bạn.
mình đem theo đi ra đường, nếu mà lỡ nhiều khi sợ đói bụng rồi đó thì mình thấy rất là tiện luôn. Mà cả nhà mê đều mê cái loại này luôn á, ngon. Mình ăn cái bánh này rất là béo, cái loại này là nhỏ vừa size mình ăn, còn đây là cái bự luôn, family size thì giống hệt nhưng mà lớn để mình ăn một lần. Thì thường mình thích mua mấy cái loại nhỏ nhỏ này hơn để mình đem ra đường tiện. Ở trong đây thì còn hai cái loại này nữa, mỗi cái cũng được bốn bốn bịch luôn. Loại này thì mình ăn bình thường, có nhiều chất xơ nhưng mà nó không có thơm bằng cái loại này. Bên này thì có cheese. Cũng là nướng luôn nha chứ không phải chiên các bạn. Nói chung mấy cái này á ăn được, nhưng mà cái thích nhất của My là loại này. Các bạn chưa thử cái hiệu này á, cái tên này thì mình mua thử coi các bạn có thích không nha. Chứ nếu mà snack cho cái này mình ngồi mình ăn hoài được hoài luôn á. Nó dễ ăn, béo, ngon mà thơm nữa, không có ngọt gì hết á, đậm đà lắm. Mình ăn cái này mà ngồi mà coi phim á các bạn là thôi ăn ghiền luôn á. Nhưng mà nếu các bạn thích những cái chip mà loại fry chiên á thì các bạn đổi thử qua cái này coi các bạn có thích hay không nha. Cái này mình cử được dầu nhiều hơn cái loại những cái potato chip á thì nó dầu quá. Mình mua cái hộp này My không nhớ chính xác là bao nhiêu, nhưng mà khoảng chừng như 5-6 đồng vậy các bạn. My xin dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. My chúc cho các bạn ăn chay được ngon miệng. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây, hay nấu những món chay đơn giản, hay là cùng đi shopping với My ha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.